Tao thấy có một điểm mà các bạn sinh viên hay thắc mắc, hoặc là chính tao năm nhất cũng hay thắc mắc điều này, là mình có đủ giỏi để tham gia cuộc thi này hay chưa. Thì tao nghĩ có thể lý do mà các bạn nghĩ như vậy là tại vì các bạn sẽ tập trung vào cái khía cạnh cuộc thi, những cái khía cạnh cạnh tranh hơn là cái việc là các bạn có thể học những cái gì từ những cuộc thi đó. Nhưng mà suy cho cùng thì tao nghĩ là cuộc thi hay là những cái dạng hình thức khác thì nó cũng chỉ là một cơ hội để mình học hỏi thêm bên cạnh những cái kênh học tập truyền thống như là từ nhà trường hay là từ sách vở. Xin chào tất cả các bạn, mình Xuân Quỳnh của podcast Người Trong Môn Nghề đây. Ngày hôm nay thì trong số podcast của mình sẽ vào chủ đề chính luôn. Đó là khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một người bạn học cùng trường đại học với mình. Lý do mình mời người bạn này đến đây không phải là vì nó học cùng trường với mình đâu, mà đơn giản là vì nó là một đứa rất là giỏi, mình rất là ngưỡng mộ và nó đã trải qua việc đi thi ti tỉ cái case competition giải quyết tình huống doanh nghiệp. Ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu các bạn người bạn của mình đó là Thái Minh Long. Long chào mọi người đi các bạn. Xin chào mọi người, mình là Long, Thái Minh Long, và hiện tại mình đang là sinh viên năm tư chuyên ngành Innovation and Economics tại trường Ritzmaken Asia Pacific University, tụi mình gọi là trường APU ở Nhật. Thì như Quỳnh có giới thiệu thì mình là bạn của Quỳnh, hy vọng là vậy. Thì rất là cảm ơn Quỳnh và team Spider Room đã mời mình tới đây ngày hôm nay để mình có thể chia sẻ một số những kinh nghiệm đi thi của mình với tất cả các bạn khán giả của Spider Room. Thank you Long, một phần là chào đầu rất là suôn sẻ, mượt mà. Vào luôn vấn đề nha. Thì trước khi chúng mình bắt đầu chương trình thì chắc là mình xin phép các bạn khán thính giả một chút. Là tại vì mình với Long là bạn, thế nên là chúng mình sẽ xin phép xưng hô với nhau mày tao thay vì là cậu tớ, tại vì cậu tớ nghe nó hơi sượng nhỉ. Đúng Đúng vậy. không? Đúng vậy, ok. Chúng ta, đối với những bạn chưa biết tới Long là ai thì mình sẽ giới thiệu sương sương qua về profile của bạn của mình. Thì đó là Long đã tham gia rất là nhiều các cuộc thi giải case competition và đã đạt được những thành tích rất là đáng nể. Từ năm lớp 12 thì Long đã tham gia cuộc thi Tiger Global Case Competition, và trong suốt từ năm 2, từ năm nhất đại học này cho đến năm 3 thì Long có thi một vài cuộc thi giải case ở trường mình, một vài cuộc thi cũng khá là lớn như là Hope Prize này, Japanese Business Case Competition. Và vào năm 3 thì Long có tham gia một cuộc thi khá là nổi trong cộng đồng các bạn chuyên đi thi giải case ở Việt Nam, đó là Mondelez Leading Edge Business Challenge. Và vào năm 4 thì có một cuộc thi còn nổi hơn nữa, đó chính là cuộc thi ứng viên tài năng. Vậy thì trong ngày hôm nay để tìm hiểu là tại sao bạn của mình nó lại có thể xây dựng được một cái profile khủng như thế này thì chúng mình sẽ đi vào một số câu hỏi từ Long và lắng nghe những chia sẻ từ Long về việc tham gia ở các cuộc thi giải tình huống doanh nghiệp và cụ thể hơn nữa là cuộc thi ứng viên tài năng. Câu hỏi đầu tiên gửi tới Long đó là Long ơi, mày có thể giải thích kỹ hơn cho các bạn hoặc là những bạn lần đầu nghe tới cụm Business Case Competition hay cụ thể là giải quyết tình huống doanh nghiệp được không? Thì Business Case Competition giải thích một cách đơn giản thì nó là một cuộc thi mà các đội thì sẽ tập trung giải quyết những cái tình huống kinh doanh mà được đưa ra. Thì những cái tình huống kinh doanh thì nó muôn hình vạn trạng, và tôi nghĩ là đó cũng là một cái điểm mà làm cho những cái Business Case Competition nó rất là hấp dẫn đối với các bạn sinh viên. Và tại vì vấn đề khác nhau nên là sẽ có rất là nhiều những cái dạng cuộc thi khác nhau. Nhưng mà cho dù vấn đề là gì hoặc là quy trình giải nó khác nhau ra sao thì tôi nghĩ là output chung thì sẽ là các đội sẽ đưa ra một cái giải pháp để giải quyết được cái vấn đề mà ban tổ chức đưa ra. Và nếu mà được giải thích business case competition bằng một phép tính thì tao nghĩ nó sẽ rất là đơn giản là a team cộng với a problem thì sẽ ra a solution. Và solution ở đây thì nó có thể thể hiện dưới dạng viết, là các bạn các đội có thể nộp những cái bài report, nộp những cái slide deck, có thể thể hiện dưới dạng nói là những cái bài thuyết trình, hoặc là những cái dạng thực tiễn hơn là những cái sản phẩm hoàn chỉnh chẳng hạn như vậy. Nên là trên đây là định nghĩa rất là căn bản và rất là đơn giản về business case competition. Rất là rõ ràng, mạch lạc. Được. Chúng ta vậy thì chúng ta sẽ chuyển luôn sang câu hỏi thứ hai. Đấy là tao nhưng kiểu tao vừa đọc qua về profile của Long cho các bạn nghe á, thì tính chung chung ra thì trung bình một năm Long thi tới hai cuộc thi giải case. Thì không biết là tất cả các cuộc thi giải case này đều có chung một thể loại không, hay là trong giải quyết tình huống doanh nghiệp nói chung thì nó có rất nhiều thể loại khác, thể loại khác nhau. Giống như tao nói hồi nãy thì những cái tình huống doanh nghiệp hoặc là cụ thể hơn là những cái vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải thì nó rất là muôn hình vạn trạng, nên là nó cũng có rất là nhiều những cái hình thức cuộc thi khác nhau.
và maybe để phân biệt được có những cái hình thức cuộc thi case competition như thế nào thì mình sẽ tập trung hỏi cái câu hỏi là có những cái business case gì và nó khác nhau như thế nào. Thì tao nghĩ là thường gặp nhất thì sẽ là strategy case, tức là các đội sẽ đưa ra những cái giải pháp toàn diện cụ thể kết hợp nhiều chức năng phòng ban khác nhau của một doanh nghiệp để giải quyết cái vấn đề. Ví dụ như là Quỳnh đi, Quỳnh có một cái doanh nghiệp và doanh nghiệp của Quỳnh đang kinh doanh ở Việt Nam nhưng mà Quỳnh muốn expand qua những cái nước khác ở trong Đông Nam Á, ví dụ như Singapore chẳng hạn. Thì đây là bài toán về gia nhập thị trường và Quỳnh phải giải quyết là những vấn đề giống như là bán sản phẩm gì, đánh vào đối tượng nào có giống với đối tượng mình đã đánh vào ở Việt Nam hay không. Thì đây là một dạng của strategy case, gọi nôm na thì sẽ là market entry case. Thì maybe những cuộc thi về strategy case thì các bạn thính giả ngày hôm nay có thể đã nghe về những cái tên ví dụ như là CPS Case Competition, là một case competition tổ chức bởi trường Copenhagen Business School, hoặc là HSBC Case Competition, hoặc là những năm gần đây thì có những cuộc thi được tổ chức bởi chính những doanh nghiệp hoặc là những cái tập đoàn đa quốc gia. Ví dụ gần đây thì có P&G CEO Challenge, hoặc sắp tới thì sẽ có Unilever hoặc là Mondelez Business Challenge chẳng hạn. Và sau cái strategy case thì sẽ có những cái case competition mà tập trung giải quyết những cái khía cạnh cụ thể hơn của doanh nghiệp. Ví dụ như những cuộc thi về marketing thì sẽ yêu cầu thí sinh phải come up với những cái plan, những cái marketing campaign để làm brand marketing chẳng hạn, hoặc là product marketing. Một cái tên mà tôi nghĩ là các bạn nghe rất là nhiều là bản lĩnh marketer chẳng hạn. Thì đây là một ví dụ cho những cuộc thi về marketing. Bên cạnh đó thì có những cuộc thi focus vào mảng tài chính của một doanh nghiệp, thì có thể có như là financial modeling case competition hoặc là stock pitch competition. Và có một dạng thi khác cũng rất là phổ biến ở Việt Nam trong những năm gần đây, tôi nghĩ vậy, là những cuộc thi về phân tích dữ liệu. Thí sinh các đội thì sẽ kiểu tập trung vào phân tích một cái khối lượng lớn dữ liệu và đưa ra những cái insight từ những cái dữ liệu đó. Thì tôi nghĩ là để hiểu và hiểu về cái loại cuộc thi mà mình đang tham gia thì nó rất là đơn giản. Các bạn có thể đọc những cái thông tin mà ban tổ chức đưa ra, nhưng mà mấu chốt của vấn đề là mình phải xác định được là cuộc thi đó nó có phù hợp với mình hay không, thì tôi nghĩ đây là một cái vấn đề lớn hơn. Vậy là nhìn chung là mình sẽ có bốn loại cuộc thi case competition. Đầu tiên là strategy case. Những loại về sau thì nó sẽ thiên về từng lĩnh vực khác nhau, ví dụ như là marketing này, finance hay là data analysis, cụ thể là phân tích dữ liệu, có đúng không? Tại vì vấn đề của doanh nghiệp gặp phải thì nó rất là nhiều, và sau này có một tin mừng là sẽ có ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn những thể loại business case competition khác nhau. Nên là tôi nghĩ là nếu mà để kiểu gom lại thành số lượng bao nhiêu các loại cuộc thi khác nhau thì sẽ rất là khó. Nên là mình có thể nhìn vào những cái khía cạnh của doanh nghiệp mà những cuộc thi business case competition này tập trung vào. Như vừa nãy trong câu trả lời của mày á, mày có đề cập tới một câu hỏi tao nghĩ là nhiều bạn cũng rất là quan tâm. Đấy là làm sao để biết là cuộc thi nào phù hợp với mình? Ok, thì nếu mà để muốn biết cuộc thi nào phù hợp với mình thì tao nghĩ các bạn sinh viên kiểu thường rất là hay cân nhắc giữa chuyện là mình đi thi để học hay là mình học để đi thi. Thì tao nghĩ là trước khi tao đi vào giải thích là thi để học và học để thi nó khác nhau như thế nào trong tao thì maybe tao hỏi Quỳnh một câu hỏi nhé. Là tao biết là Quỳnh đã từng tham gia một số cuộc thi hoặc là đang tham gia một số cuộc thi. Thì cái lúc mà cân nhắc tham gia những cuộc thi này thì Quỳnh có những trăn trở hay là những cái lo sợ gì? Mày hỏi về những trăn trở và lo sợ đúng không? Lúc mà cân nhắc tham gia những cuộc thi. Lúc mà cân nhắc tham gia cuộc thi thì trước hết điều tao suy nghĩ đấy là liệu cái cuộc thi này nó có hỗ trợ cho việc phát triển sự nghiệp của tao về sau này không? Ví dụ như là tao quan tâm tới marketing, nhưng mà tham gia một cuộc thi mà chuyên về tài chính hoặc là finance, kế toán thì tao nghĩ là điều đấy là điều không hề phù hợp với tao. Nên là đầu tiên là tao sẽ đọc hết sơ qua miêu tả của cuộc thi này, rồi là những phần thi đã được thu lại từ năm trước, được post lên YouTube hoặc các cộng đồng liên quan tới giải case, và xem là cái thứ nhất là cái chủ đề cuộc thi nó có phù hợp không, mình có quan tâm tới vấn đề đấy không. Thì đấy là cả những cái ta sẽ ưu tiên trước tiên. Thì tao cũng sẽ dùng những cái phương pháp như vậy để xác định xem là mình có phù hợp và đây có phải là cái cuộc thi mình nên tham gia hay không. Tao thấy có một điểm mà các bạn sinh viên hay thắc mắc, hoặc là chính tao năm nhất cũng hay thắc mắc điều này, là mình có đủ giỏi để tham gia cuộc thi này hay chưa. Thì tao nghĩ có thể lý do mà các bạn nghĩ như vậy là tại vì các bạn sẽ tập trung vào cái khía cạnh cuộc thi, những cái khía cạnh cạnh tranh hơn là cái việc là các bạn có thể học những cái gì từ những cuộc thi đó. Nhưng mà suy cho cùng thì tao nghĩ là cuộc thi hay là những cái dạng hình thức khác thì nó cũng
chỉ là một cơ hội để mình học hỏi thêm bên cạnh những cái kênh học tập truyền thống như là từ nhà trường hay là từ sách vở, và nghĩ về nó như là một cơ hội để học thì tao nghĩ nó sẽ làm cái tính chất của cái việc đi thi nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Mình cần gì thì mà mình học đó, đúng không? Giống như Quỳnh lúc nãy, Quỳnh bảo là Quỳnh muốn học thêm, tìm hiểu thêm về marketing thì sẽ chọn những cuộc thi chuyên về marketing, thì tao nghĩ tao tao cũng nghĩ như vậy, là mình xác định được là mình cần cái gì thì mình sẽ đi thi để mình học về cái điều đó. Và một cuộc thi càng lớn được tổ chức bởi các doanh nghiệp chẳng hạn, hoặc là có rất là nhiều bạn tài năng đi thi, thì nó càng bảo chứng cho cái độ uy tín của cuộc thi, và nó càng tăng cái khả năng là mình học được và mình thu hoạch được những cái điều mà mình đang muốn, những cái kiến thức mình đang cần. Thì tại sao mình không đi thi, đúng không? Thì đó là thi để học và học để thi. Học để thi đối với tao thì là học giữa những cái lần đi thi khác nhau. Thì giữa hai lần đi thi vẫn nên có theo 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 tao nghĩ thì giữa hai lần đi thi thì sẽ nên có một cái khoảng gap để mình học và mình bồi tụ thêm kiến thức của mình. Cái lúc mà được hỏi những câu hỏi ví dụ như lúc đi xin việc chẳng hạn, thì các anh chị hay hỏi tao là tao đi thi để làm gì, thì tao nghĩ tao có trả lời một câu mà rất là giống với cách các bạn khác trả lời, là em đi thi để em áp dụng kiến thức đại học rồi giải quyết tình huống kinh doanh, hoặc là áp dụng kiến thức đại học vào thực tế. Thì mình có cái vế là áp dụng kiến thức đại học, đúng không? Thì kiến thức thì nó có những kiến thức thì nó sẽ lỗi thời theo thời gian, hoặc là có những kiến thức thì qua thời gian nó không còn đúng nữa, và mình cũng không thể nào kiểu sử dụng một kiến thức cho rất là nhiều cuộc thi khác nhau. Thì tao nghĩ là giữa những cuộc thi thì phải nên có một cái khoảng nghỉ để cho mình bồi tụ thêm kiến thức từ những cái nguồn khác, thì sau này những cuộc thi tiếp theo thì mình mới có thể provide những cái solution mà nó có chiều sâu hơn và nó giải quyết được vấn đề cụ thể của doanh nghiệp hơn. Thì tao nghĩ là cái việc có thêm kiến thức từ nhiều nguồn khác nhau, từ nhiều khía cạnh khác nhau, thì nó là một cái hành trang rất là tốt cho các bạn sinh viên khi mà các bạn sinh viên đi thi. Ở trong một cuốn sách tên là Practice của ba tác giả là Bernard, Corey and Oliver, thì có nhắc tới khái niệm là fast and slow problem solving. Thì tao nghĩ là mọi 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 người có thể tìm đọc cuốn sách này, tại vì nó cũng sẽ nói về cái việc là consultants hoặc là những bạn đi thi case competition chẳng hạn sẽ bị depend rất là nhiều on fast problem solving. Thì cuốn sách cũng giới thiệu thêm một số những giải pháp để loại bỏ điều này, thì tao nghĩ đây là một cái cuốn sách rất là hay, và cũng là cái nền tảng tại sao tao ép bản thân sau mỗi lần cuộc thi thì phải có một cái hoài nghi nhất định để tao học thêm, xong rồi tao mới đi thi tiếp theo. Thì tao nghĩ trước khi cân nhắc một cuộc thi thì mình phải tìm hiểu xem hai cái yếu tố là thi đại học và học để thi nó áp dụng như thế nào vào bản thân mình, và sau đó thì mình lựa chọn cái cuộc thi cho nó phù hợp với cái mục đích và cái mong muốn của mình. Nãy mày có đề cập tới hai khái niệm tao nghĩ là các bạn cũng mong muốn được nghe rõ hơn, đấy là fast and slow problem solving, giải quyết vấn đề tạm dịch là nhanh và chậm. Thì tại sao hai điều này lại quan trọng trong cái việc trong cái hành trình đi tham gia các cuộc thi giải case của các bạn? Thì khái niệm fast and slow problem solving thì nó không chỉ áp dụng trong việc giải case mà nó còn áp dụng khá là nhiều ở trong consulting industry, là một cái industry mà mọi người phải làm việc rất là nhiều với những cái vấn đề của rất là nhiều những cái doanh nghiệp khác nhau. Thì fast and slow problem solving nó sẽ áp dụng ở trong một cái context là mọi người sẽ không có nhiều thời gian, sẽ bị giới hạn về thời gian. Thì thường mọi người sẽ refer tới những cái kinh nghiệm ở trong quá khứ của mình để nhìn nhận một cái vấn đề tổng thể. Và tại vì mọi người nghĩ là những cái kinh nghiệm trong quá khứ của mình nó sẽ apply một cách tương tự ở trong cái tình huống này, nên là mọi người sẽ bị hơi bias một xíu và nghĩ là những cái vấn đề ở trong quá khứ nó cũng là cái vấn đề ở trong cái case mà mọi người đang giải. Thì và ngược lại, slow problem solving thì mọi người sẽ dành thời gian loại bỏ cái bias, tạm gạt một cái bias qua một bên để sử dụng data, sử dụng số liệu để chứng minh là cái vấn đề này nó có thực sự là cái vấn đề của công ty này hay không. Thì fast and problem solving không phải là fast problem solving là xấu và slow problem solving là tốt, nhưng mà ở trong những điều kiện cụ thể, ví dụ như là bị limited về thời gian, thì tao nghĩ là fast problem solving là một cái công cụ rất là tốt. Nhưng mà nếu mà mình không có một kiểu cái core reference đủ rộng để mình biết là những cái vấn đề này có thực sự là vấn đề của doanh nghiệp không, thì nó có thể là một cái một 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 cái điểm nó có thể có tác dụng ngược trở lại với cái việc nhìn nhận vấn đề một cách chính xác của mình. Thì đây là hai cái khái niệm mà tao thấy khá là thú vị mà tao tìm hiểu được trong cuốn sách Crack. Thì tao nghĩ là khi mà mọi người đọc thì mọi người cũng sẽ có những kiểu cái wow moments, kiểu thì ra là trong quá khứ thì mình cũng đã từng sử dụng những cái biện pháp này để mình nhìn nhận một cái vấn đề. Thì tao nghĩ đây là một khái niệm khá là hay mà ngày trước khi mà đọc cuốn sách này mà tao phát hiện ra.
tiện nói về khái niệm giải quyết vấn đề. Thì trong bài đăng của người trong môn nghề trên fanpage thì có bạn Việt Anh đã gửi tới Long một câu hỏi như sau. Ta sẽ đọc thử Long nghe và xem là mình có thể giúp bạn giải đáp câu hỏi này không nhé. Đó là bạn muốn hỏi là đôi khi một lượng thông tin khổng lồ là cần thiết và cần phải tiếp cận để có một cái nhìn đa chiều khách quan về vấn đề được đưa ra nếu mình chưa có kiến thức và muốn giải quyết một cách triệt để vấn đề đó. Vì đôi khi thông tin giữa nguồn này cũng có sự đối lập với nguồn khác và việc chắt lọc thông tin đúng để sử dụng cũng cần kha khá thời gian. Vậy thì theo Long, làm thế nào chúng ta có thể thu nạp thông tin một cách tốt nhất, đúng nhất mà không bị ngộp hay để giảm tránh sự nhiễu thông tin? Đó là câu hỏi từ bạn Việt Anh. Long có chia sẻ gì với bạn không? Một câu hỏi rất là hay, và tôi nghĩ là bất cứ ai ở bất cứ kiểu cái lĩnh vực hay là cái trình độ nào thì khi mà đối mặt với một lượng lớn thông tin thì cũng rất là dễ bị ngợp. Và những cái ngày đầu lúc mà tôi thi case competition thì cũng rơi vào trường hợp tương tự, là mình có quá nhiều thông tin và không phải là vì mình không biết tìm hiểu thông tin nào, và có những lúc kiểu mình cảm giác rất là hào hứng với cái case này, với cái problem này, thì mình cũng muốn kiểu tìm hiểu càng nhiều thông tin được càng tốt, thì nó cũng dẫn đến cái vấn đề là mình tìm hiểu và mình collect được rất nhiều thông tin, nhưng mà không phải thông tin nào cũng có ích như nhau. Thì tao nghĩ sau này khi mà nói chuyện với một số những anh chị lớn thì anh chị hay bày là trước khi mình bắt tay vào tìm thêm thông tin gì đấy thì mình hãy xác định đúng cái vấn đề và mình đặt đúng cái câu hỏi mà mình muốn tìm kiếm thêm thông tin. Mình đặt đúng câu hỏi đúng thì mình sẽ bắt đầu chẻ nhỏ cái câu hỏi ra thành những cái câu hỏi có phạm vi hẹp hơn một xíu, và bằng việc chẻ nhỏ đó thì mình sẽ nhìn nhận vấn đề đúng hơn và mình chỉ tìm những thông tin liên quan trực tiếp đến câu hỏi đó thôi. So sánh nhé, lúc đầu mình có một cái câu hỏi rất là lớn, cái câu hỏi lớn nó sẽ giúp mình giải quyết vấn đề của mình, nó rất là tốt, nhưng mà tại vì cái phạm vi câu hỏi quá lớn nên là cái range của cái thông tin mà mình tìm kiếm được thì nó cũng rất là lớn, và kiểu nó có thể không liên kết chặt chẽ với nhau, mà một phía khác thì mình đã chẻ nhỏ câu hỏi ra rồi và mình có thể xác định rõ là để giải quyết vấn đề thì mình cần làm những việc gì, thì mình có thể tìm đúng thông tin và tao nghĩ là sẽ có thể hệ thống thông tin được một cách hiệu quả hơn. Thì đây là một số những cái bài học mà tao đã học được sau khi đi thi case competition và sau khi được học hỏi từ các anh chị đi trước. Hỏi kỹ hơn một chút này. Thế là mày nói về việc đấy là đầu tiên là mình sẽ phải đặt một câu hỏi lớn. Nhưng mà ý là khi mà bản thân mình đặt một câu hỏi lớn ý, có những bạn không phải lúc nào các bạn ý cũng aware, cũng nhận thức được là đấy là một câu hỏi lớn. Và các bạn ý phải đặt câu hỏi đến bao giờ thì mới biết đấy là câu hỏi đúng và đấy là cái vấn đề đúng mình cần phải giải quyết. Có cách nào để xác định được điều đấy không? Hay là chỉ là việc trải qua thời gian thì các bạn ý sẽ tự nhận ra thôi. Thì tao nghĩ nếu mà mình đã hiểu, thật sự hiểu về vấn đề của mình rồi thì mình sẽ bắt đầu breakdown câu hỏi, và breakdown tới khi nào mình cảm giác được là cái câu hỏi đó nó sẽ support cho việc mình đi tìm thêm thông tin thì tao nghĩ đó sẽ là cái điểm dừng cho việc đặt câu hỏi. Ví dụ nhé, thì một công ty người ta muốn tăng lợi nhuận, và việc tăng lợi nhuận nó sẽ chẻ nhỏ thành hai nhánh là tăng doanh số và giảm chi phí. Và ở trong cái việc tăng doanh số đó nó bao gồm cả việc là có thể tăng giá bán hoặc là tăng số lượng bán ra, thì các bạn có thể breakdown tới khi nào mà các bạn cảm giác là cái câu hỏi đó sẽ giúp các bạn kiểu tìm thông tin nó tập trung hơn, và những cái thông tin các bạn tìm được thì nó sẽ trực tiếp trả lời câu hỏi đó. Tao nghĩ cái khái niệm trực tiếp có thể trả lời câu hỏi được nó khá là quan trọng, tại vì có một câu hỏi lớn mà nó rất là trừu tượng, nó rất là chung, thì kiểu mình tìm thông tin nào mình cũng nghĩ là maybe cái thông tin này khi mà kết hợp với một thông tin khác thì có thể giúp mình trả lời câu hỏi đó, nhưng mà không phải lúc nào nó cũng kiểu đi theo một cái đường thẳng như vậy, và cái quá trình giải case nó sẽ là những cái đường nhấp nhô như thế này, nên là càng thu hẹp cái phạm vi câu hỏi thì càng tăng cái khả năng mà mình tìm được một câu trả lời mà trực tiếp trả lời được cái câu hỏi của mình, thì tao nghĩ đó cũng là cái điểm dừng mà mình có thể xác định với cái quá trình đặt câu hỏi như vậy. Tao nghĩ là cái cách tư duy, cái cách giải quyết vấn đề như mày vừa miêu tả thì mình có thể gọi là hình dung nó như là một cái cây đúng không? Một cái cây có thân Đúng cây rồi. là một câu hỏi rất là lớn, một vấn đề lớn. Sau Đúng đó rồi, thì đúng nó rồi. tẽ ra làm nhiều nhánh nhỏ. Tao nghĩ là mừng tượng như thế thì các bạn cũng sẽ dễ hiểu hơn về cái cách mà mình có thể Đúng rồi. tư duy để giải quyết một vấn đề cực lớn như vậy. Ừ. Xin cảm ơn bạn rất là nhiều vì phần trả lời vừa rồi. Vừa rồi thì mình có đang nói về kỹ năng giải quyết vấn đề thôi. Thì bên cạnh kỹ năng giải quyết vấn đề, Long nghĩ là còn những kỹ năng nào khác rất là quan trọng
hoặc mình gọi là bộ kỹ năng để chinh chiến các cuộc thi giải case. Mày có một bộ kỹ năng gọi là giữ riêng cho bản thân không? Có muốn chia sẻ với các bạn Nghe giống như hỏi bí kíp võ công đấy nhỉ. không? Bí kíp là rõ. Như như Quỳnh nói hồi nãy thì mình sẽ có cái bộ kỹ năng giải quyết vấn đề, và tại vì giải quyết vấn đề và cái số lượng vấn đề nó quá lớn nên là mình không có thể nào có một cái bộ kỹ năng mà mình giải quyết tất cả vấn đề được, đúng không? Thì giống Quỳnh nói là những cái trường hợp như vậy thì mình sẽ giải quyết càng nhiều vấn đề thì mình sẽ xây được một cái cách giải quyết, cách tiếp cận với vấn đề riêng của mình, và mình nghĩ mình tin là cái cách đó là cách hiệu quả. Thì bên cạnh những cái bộ kỹ năng như vậy thì sau khi mình đã giải quyết vấn đề được rồi, sau khi mình đã tìm ra được giải pháp rồi, thì cái kỹ năng quan trọng mà tao nghĩ là cũng 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 đóng góp không kém vào cái độ thành công của một cái consulting project là kỹ năng giao tiếp. Cái vấn đề kỹ năng tao hay gọi là sell our solution, thì tao tạm quy nó vào kỹ năng giao tiếp. Thì kỹ năng giao tiếp thì nó có ích rất là nhiều trong rất là nhiều trường hợp trong cuộc sống, không chỉ ở trong case competition, nhưng mà ở trong case competition nói riêng và ở trong consulting industry nói chung thì mọi người sẽ dùng top down communication approach. Tức là ví dụ nhé, top down communication là gì? Thì ví dụ như Quỳnh hỏi tao là một cái câu hỏi vu vơ đi, ví dụ là nên cho trẻ đi học bơi hay không, thì nếu mà với nếu nếu mà cách trả lời bình thường của tao thì tao sẽ phân tích những cái lợi ích của việc học bơi. Ví dụ học bơi có thể giúp trẻ tăng chiều cao, học bơi có thể giúp trẻ kiểu năng động hơn. Và sau đó khi mà phân tích, hoặc là sau sau khi tao kể cho Quỳnh nghe về những lợi ích về học bơi mà tao biết, thì tao sẽ đưa đi đến một cái kết luận là nên cho trẻ đi học bơi. Nhưng mà ở trong case competition mình đang giao tiếp với giám khảo, và giám khảo họ phải chấm rất là nhiều bài trong cùng một ngày, họ phải nghe rất là nhiều giải pháp, nên họ điều họ muốn nghe đầu tiên sẽ là cái solution mà mình đưa ra, và sau đó thì mới là những cái dữ liệu, sau đó mới là những cái evidence mà mình đã sử dụng để come up với những cái solution đó. Thì tao nghĩ đây sẽ là một kỹ năng quan trọng để các bạn có thể communicate một cách hiệu quả cái solution của mình. Có một cái kỹ năng khác, không gọi là kỹ năng, tao sẽ gọi nó là suy nghĩ hoặc là tư duy nhiều hơn, mà tao nghĩ là không chỉ trong case competition mà tao cố kiểu đem theo cái kỹ năng này trong rất là nhiều tình huống trong cuộc sống, là cái tư duy ownership. Tao hay bảo với bạn tao là mình sẽ giải quyết cái vấn đề đưa ra trong case như là mình giải quyết vấn đề của mình, và mình present cái solution của mình như là mình đang bán cái sản phẩm của mình, đang bán cái giải pháp của mình vậy. Thì tao nghĩ cái chuyện này nó sẽ không những kiểu làm các bạn focus hơn vào cái vấn đề mà các bạn đang giải pháp đang 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 giải quyết, mà còn giúp kiểu các bạn kiểu enjoy kiểu cái việc giải case và cái việc đi thi nói chung. Tại vì again thì đi thi cũng là một cách để mình học, và mình phải cảm thấy vui, mình cảm thấy kiểu hữu ích mình mới học một cách hiệu quả được, đúng không? Thì tao nghĩ cái tư duy ownership này nó cũng khá là quan trọng, là nếu mà được gợi ý mọi người thì tao nghĩ là mọi người có thể bring cái tư duy ownership này vào trong kiểu quá trình giải case hoặc là trong quá trình kiểu tham gia case competition. Và again, nếu mà để tóm lại hết tất cả những cái kỹ năng mà mình đã nói nãy giờ thì tao nghĩ sẽ có một cụm thôi là practice makes perfect. Tại vì case competition thì nó sẽ không phải là một vấn đề lý thuyết mà mình có thể học và mình học xong thì mình thôi. Nó đòi hỏi một cái sự luyện tập ở trong một thời gian dài và luyện tập một cách consistent. Thì nó đây là những cái mà tao đúc kết được sau một quá trình đi thi. Tuyệt vời bạn ơi, tại vì từ hồi ta tiếp xúc với khái niệm về giải case ý, chưa một ai nói với ta là hãy giải quyết vấn đề của họ như giải quyết vấn đề của mình. Nên tao nghĩ là cái khái niệm ownership này vừa nói là khái niệm dịch ra tiếng Việt hơi khó dịch nhỉ. Ownership là tạm gọi là có tính sở hữu. Tao nghĩ cái đấy maybe nó sẽ là một trong những cái mindset, một cái cách tư duy nó khiến rất là nhiều bạn sau khi nghe số này thì có thể gọi là khiến cho cái giải pháp của các bạn ý nó thực tế hơn, nó liên quan hơn với cái đề bài mà cuộc thi đưa ra. Đấy là mặt mình vừa nói chung về mặt kỹ năng thôi. Còn về các bước cơ bản để giải quyết một cái tình huống doanh nghiệp thì sao? Ta biết như vừa nãy mình cũng có nói là có rất nhiều dạng tình huống doanh nghiệp muôn hình vạn trạng. Nhưng mà bây giờ nếu mà có một cái mày có thể đưa ra một ví dụ chẳng hạn, một cuộc thi dài case và từng bước mày tiếp cận và giải quyết vấn đề họ đưa ra như thế nào thì tao nghĩ là cũng sẽ rất là hữu ích cho các bạn đang nghe số podcast của mình. Thì tao nghĩ một cái quy trình mà các bạn hay dùng trong việc giải case là đầu tiên các bạn sẽ đi phân tích vấn đề,
sau khi mà kiểu các bạn nhận được case của mình, sau khi các bạn đọc case, các bạn sẽ đi phân tích vấn đề, và sau đó là mình sẽ xác định được cái vấn đề, và tiếp theo mình có vấn đề rồi thì mình phải giải quyết vấn đề, và sau đó thì mình tóm gọn lại tất cả. Thì tao nghĩ là nếu mà xét trên mặt lý thuyết thì đó sẽ là một cái process mà để mình giải case. Thì nếu mà để lấy một ví dụ thì maybe tao sẽ lấy ví dụ hồi cấp 3 tao đi thi Tiger Global Case Competition đi. Thì cái đề bài của tụi tao là một thị trường điện thoại smartphone ở bên Trung Quốc có 5 đối thủ rất là lớn, người ta gọi là Big Five. Thì về mặt phân tích vấn đề của tụi tao là tụi tao phải phân tích và tụi tao xác định được là đối thủ là một trong 5 smartphone manufacturer đó thì đâu là nhà sản xuất điện thoại có tiềm năng cao nhất và phát triển trong tương lai. Thì cái bước xác định vấn đề thì tụi tao phải 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 cân nhắc rất là nhiều thứ. Khách hàng của smartphone users thì trong vòng 5 năm tới thì thị hiếu họ sẽ thay đổi như thế nào và hành vi họ thay đổi như thế nào, và sau đấy tụi tao sẽ develop được một cái decision matrix và tụi tao put từng smartphone manufacturer được mention ở trong đề bài vào cái decision matrix đấy, và tụi tao xem là smartphone manufacturer nào sẽ có thể capture được những cái interest, những cái behavior của khách hàng ở trong tương lai, và từ đó tụi tao đưa ra kết luận là smartphone manufacturer A là smartphone manufacturer có tiềm năng cao nhất, và sau đấy thì để tối ưu hóa cái tiềm năng đấy thì tụi tao sẽ đi đề xuất một cái một số những cái chiến lược cho smartphone manufacturer A đó, ví dụ như là launch những cái marketing campaign mà target vào những cái đối tượng đối tượng người dùng mới chẳng hạn. Thì đấy là một cái typical process của việc 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 crack the case. Hay là mình sẽ đi từ từng bước, đấy là đầu tiên là mình phải xác định vấn đề. Tiếp theo là có thể là mình phân tích tình huống, maybe là phân tích thị trường, phân tích đối thủ. Bước tiếp theo là các bạn sẽ chụm đầu lại với nhau, suy nghĩ và đưa ra các gợi ý cho doanh nghiệp, và cuối cùng là quyết định tới một cái solution cuối cùng trước khi bắt đầu đưa ra những cái kế hoạch tiến hành cái solution đấy, có đúng không? Chính xác. Chúng mình đã nói rất nhiều về tư duy này, về kỹ năng này. Nhưng mà tao nghĩ còn một vấn đề nữa mà rất nhiều bạn quan tâm, đấy là nguồn học về giải case của Long đến từ đâu. Và tao tao thấy là mày thi rất nhiều nha, mày thi rất nhiều, chứng tỏ là mày phải trầu trực ở các group về giải case rất nhiều. Mày phải nhá cho các bạn khán thính giả của podcast người trong môn nghề vài group hoặc là vài quyển sách, mày thấy rất là ok để các bạn có thể hỗ trợ các bạn trong cuộc thi giải case hiện tại hoặc là trong tương lai. Nhá đi. Thì chắc nói về nguồn học trước đây nhỉ. Thì maybe tao sẽ chia ra thành hai nguồn là nguồn chủ động và nguồn bị động. Nguồn chủ động là những cái nguồn mà các bạn có thể đọc, các bạn có thể xem trước khi mà các bạn tham gia những cái case competition. Thì chắc chắn là những nguồn này có thể là những cái cuốn sách mà không chỉ viết về case competition mà viết về consulting industry nói chung và viết về việc giải quyết vấn đề như thế nào. Thì một số cái tên tao có thể nghĩ ra như là Crack là một cuốn sách mà tao đã mention ở trên, hoặc là The McKinsey Way, hoặc là những cuốn sách mà những consulting firms lớn họ 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 phát hành, và sau đấy là mình có thể tìm tới những cái ấn phẩm của những câu lạc bộ sinh viên ở trên thế giới mà họ tổ chức case competition chẳng hạn. Thì lúc trên cái lúc mà giới thiệu về case competition thì tao có nhắc tới một cái competition rất là nổi tiếng là CBS case competition, là Copenhagen Business Case Competition. Thì ở trong cái club đấy mọi người có develop được một cái toolbox for problem solving, thì đây cũng nó bao gồm tất cả kiểu những cái framework hoặc là những cái mà mình cần phải hiểu một ở một mức căn bản nhất về case competition. Thì tao nghĩ là những cái nguồn này nó cũng sẽ giúp kiểu các bạn hiểu thêm về việc là mình đang đi thi cái gì và có những cái cách nào mình có thể tiếp cận vấn đề. Và thêm nữa, giống như tao 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 nhớ là Quỳnh có bảo là sẽ có rất là nhiều video hoặc là có rất là nhiều archive của những cuộc thi ở trên YouTube hoặc là ở trên website của những cuộc thi chẳng hạn, và bằng cách là mình đọc những cái nguồn này hoặc là mình xem những video đó thì mình cũng hiểu thêm là cái đặc điểm của những cuộc thi này thì nó khác gì với những cuộc thi khác, và từ đấy kiểu mình có thể hiểu hơn và mình cũng hiểu được thêm là những kiến thức mà mình có thể có được từ những cuộc thi này là gì. Đó là nguồn chủ động, và nguồn bị động thì tao nghĩ là tại vì case competition ở Việt Nam dạo gần đây thì thu hút được rất là nhiều sự chú ý của các bạn sinh viên, nên là đã có rất là nhiều diễn đàn, có rất là nhiều group ở trên Facebook của các anh chị đi trước có rất là nhiều kinh nghiệm, hoặc là của thậm chí là của các anh chị consultants. Thì ở trong những cái group này mọi người rất là thường hay chia sẻ kinh nghiệm, và thậm chí là có những cái bài phân tích hoặc là những cái bài chắt lọc một cái case study rất là lớn, nhưng mà các anh chị chắt lọc lại thành những cái post rất là gọn
Và ở những post đó thì mình thấy có thể thấy rõ ràng kiểu vấn đề của doanh nghiệp là gì và họ đã take action như thế nào để giải quyết những vấn đề đó. Thì tao nghĩ là bằng cách kiểu bị động mình có thể tham gia vào những cái group đấy, mình đọc những cái tin đấy, những cái post đấy hàng ngày, thì tao nghĩ cũng là một cách để mình có thể chuẩn bị tốt hơn. Và thêm một cái nguồn nữa không liên quan trực tiếp đến việc giải case, tao nghĩ là các bạn học kinh tế hoặc là các bạn học ngành nào đi nữa thì sẽ có những lúc kiểu các bạn bị mất động lực vào cái ngành học mình đang học. Ví dụ các bạn có thể hỏi một số những câu như là tại sao ngành này có quá nhiều thứ để phải học trong khi kiểu mình có quá ít thời gian, thì mình cần phải sốc lại động lực của bản thân bằng một cách nào đó. Thì như tao thì tao sẽ tìm những cái bộ phim mà tao thích hoặc là những TV show mà tao muốn coi, xong nó sẽ tiếp lại động lực cho mình để mình có động lực cố gắng hơn. Ví dụ như là mọi người muốn đi thi case competition thì mọi người có thể coi lại phim Sói Già Phú Quơ chẳng hạn, mọi người có thể tưởng tượng bản thân là Jordan Belfort, mọi người thuyết phục giám khảo như mọi người kiểu giống giống cái cách mà Jordan Belfort thuyết phục khách hàng chẳng hạn. Ừ. Thì tôi nghĩ là bên cạnh những cái nguồn kiến thức thì cũng sẽ nên có những cái nguồn giải trí mà tiếp được thêm cho mình những cái động lực để mình kiểu có ý chí và có động lực để đi thi hơn và để gắn bó với ngành chẳng hạn. Ừ. Và để trả lời câu hỏi thứ hai là thông tin của các cuộc thi có từ những nguồn nào, thì tao nghĩ là bây giờ thì những cái thông tin này nó sẽ tiếp cận các bạn rất là dễ dàng, và mọi người có thể take một cái active step là mọi người có thể lên LinkedIn và mọi người follow hoặc là mọi người connect với những anh chị mà làm ở trong những công ty lớn, các anh chị HR chẳng hạn. Và thường thì các anh chị HR sẽ post những cái thông tin về những cuộc thi đấy lên những cái trang này, và vô tình mình lướt hoặc là đến cái lúc mà cuộc thi chuẩn bị launch thì cái số lượng thông tin mà các công ty đẩy ra sẽ rất là nhiều. Thì tôi nghĩ là cũng là một cách để mình nắm bắt thông tin nhiều hơn, ừ, tốt hơn về về những cuộc thi, và sẽ có một sự chuẩn bị tốt hơn. Ừ. Xin cảm ơn Long đã chia sẻ một vài nguồn như là sách này, một vài các group, các community ở trên mạng. Nhưng mà cụ thể là ta chưa thấy mày gọi tên group nào cả. Mày có tên của group nào mày phải nêu cụ thể ra là các bạn khán thính giả của tao đỡ mất công đi mò chứ. Ok, thì tao thấy có một group của tên group là Business and Marketing Case của The Tomorrow Marketers, hoặc là có group The Management Trainee, và có group của The Building Blocks, và cũng có cả group của Vietnam Management Consulting. Thì những cái group này maybe là chắc tao sẽ gửi lại link xong nhờ Quỳnh và team Spider Room kiểu đính kèm ở trong description của phần podcast này chẳng hạn, để các bạn có thể tìm tới và các bạn có thể join những group này dễ Đấy, đi chờ mãi mấy câu này thôi mà hơn. thấy nói mãi chẳng thấy đâu. Xin cảm ơn Long phần vừa rồi đã giúp các bạn khán thính giả và kể cả tao hiểu thêm rất nhiều về Business Case Competition, các cuộc thi giải quyết tình huống doanh nghiệp. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai của chương trình, đó là mình sẽ cùng đi sâu và tìm hiểu một chút, không phải một chút, đã đi sâu và tìm hiểu rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu và tìm hiểu về hành trình tham gia cuộc thi ứng viên tài năng của Thánh Long. Mày là được áo quân đúng không? Rất Áo may quân mắn được áo quân. à, quân một. Áo quân một. À quân đấy cả nhà ơi, thế nên là cả nhà các bạn phải nghe cuối chương trình cho mình luôn nhá. Chứ bây giờ tắt đi là coi như là công cốc. Vậy thì đối với những bạn chưa biết tới chương trình ứng viên tài năng thì Long có thể giới thiệu qua cho các bạn biết về cái chủ đề cuộc thi hay là format của cuộc thi này như thế nào không? Thì ứng viên tài năng là một cuộc thi mà mô phỏng quá trình tuyển dụng của các tập đoàn, của các doanh nghiệp. Và những năm gần đây thì ứng viên tài năng tập trung vào một cái dạng tuyển dụng rất là phổ biến và cũng được rất là ưa chuộng bởi rất là nhiều các bạn sinh viên, là các chương trình management trainee của các tập đoàn đa quốc gia. Thì ứng viên tài năng sẽ cho bạn một cái góc nhìn tao nghĩ là khá là thực tế và khá là sát với cái quá trình tuyển dụng thực tế của các tập đoàn đa quốc gia này. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà ngày hôm nay chúng mình chọn đi sâu và tìm hiểu về trải nghiệm của Long với cuộc thi này thay vì là những cuộc thi khác. Vì như là Long vừa có chia sẻ đó, thì ứng viên tài năng nó là một thi mô phỏng lại quá trình tuyển dụng, quản trị, chương trình quản trị tập sự của các tập đoàn lớn. Vậy thì Long có thể chia sẻ cho mọi người thêm về những cái khó khăn mà mày gặp phải khi tham gia cuộc thi không? Vì tao nghe nói là thi ứng viên tài năng khó lắm. Khó lắm mới vào được vòng top 40, xong rồi từ top 40 lại vào đến vòng bao nhiêu nữa? Top bao nhiêu? Top 6 à. Đấy, từ 40 xong lên top 6 xong mày còn vào top mấy nữa? Sau top 6 là á quân rồi thôi, tạm tính là top 2 nhá. Đấy, nào chia sẻ đi, có những khó khăn nào hay là không có khó khăn nào?
Để nói khó hay không thì tao nghĩ nó cũng khá là chủ quan và nó sẽ tùy thuộc vào từng người. Nhưng mà tại vì tao nghĩ một cái điểm rất là thách thức của ứng viên tài năng là cái format nó sẽ rất là khác với những cuộc thi. Ví dụ như bản thân tao thì sẽ khác với những cuộc thi case mà tao đã từng tham gia ở năm nhất, năm 2, năm 3 chẳng hạn. Thì nó khác về cả target. Ví dụ như case competition thì nó sẽ target kiểu các bạn sinh viên từ năm nhất đến năm 4 hoặc là các bạn sinh viên ở bất cứ độ tuổi nào, ở bất cứ ngành nghề nào. Nhưng mà ở ứng viên tài năng thì sẽ target vào các bạn sinh viên năm 3 và năm 4, tức là các bạn sinh viên mà chuẩn bị gia nhập thị trường lao động. Và nó cũng khác về hình thức nữa. Ví dụ như case competition thì sẽ tập trung giải quyết một cái vấn đề của một công ty chủ đạo. Trong khi ứng viên tài năng giống như tao nói nãy, nó là một cuộc thi mô phỏng quá trình tuyển dụng. Thì nó sẽ đi qua rất là nhiều vòng và giải quyết rất là nhiều vấn đề của nhiều công ty ở nhiều ngành nghề khác nhau. Thì nó như một quá trình tuyển dụng vậy thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ nộp CV, mình làm một cái bài test nho nhỏ, sau đấy thì mình sẽ phỏng vấn và sau đấy thì mình sẽ được group với các bạn ở trong top 40 để case, và sau đó mình sẽ present cái case của mình, xong sẽ đi tiếp tới một vòng sẽ mô phỏng cái assessment center round của các chương trình tuyển dụng management trainee, và sau đấy lại tiếp tục giải case, lại tiếp tục vào chung kết và giải những cái case khó hơn trong một áp lực thời gian lớn hơn. Thì tao nghĩ tại vì nó rất là nhiều vòng như vậy thì tao nghĩ có hai khó khăn mà tao gặp phải. Thứ nhất là áp lực về thời gian, thì tại vì cuộc thi nó sẽ diễn ra trong vòng một tháng hơn, và không những là áp lực thời gian về cái khoảng thời gian mà cuộc thi tổ 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 chức, mà còn là khoảng thời gian trong mỗi vòng nữa. Tức là khi giải case thì mình có thể có kiểu 24 giờ hoặc là mình có vài ngày để giải để làm một cái case, nhưng mà trong ứng viên tài năng thì có những lúc mà tụi tao phải giải case trong vòng 1 tiếng as a group, có những lúc giải case trong vòng 30 đến 45 phút chạm một mình, và thậm chí là có những lúc, có những trường hợp đòi hỏi kiểu phải giải xong một cái case trong vòng 10 phút. Thì rõ ràng cái áp lực thời gian nó lớn hơn rất là nhiều, và cũng cần kiểu mình sử dụng một cái cách tiếp cận khác cho những cái case mà mình gặp phải. Thì tao nghĩ đó là cái áp lực mà tao gặp phải. Và bên cạnh áp lực thời gian đó cũng là cái áp lực mà kiểu mình phải ứng biến như thế nào để trả lời và để xử lý những cái thông tin rất là nhiều của rất là nhiều case như vậy. Thì để mà nói về cách giải quyết thì tao không nghĩ là trong cuộc thi tao 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 giải quyết tất cả mọi vấn đề đều tốt. Tao nghĩ là có rất là nhiều lỗ hổng ở trong cách tao giải quyết vấn đề ở những cuộc thi, nhưng mà tao nghĩ là kiểu mình phải xác định là case competition thì mình giải quyết vấn đề ở trong một khoảng thời gian rất là lâu, nhưng mà trong những cuộc thi như ứng viên tài năng thì mình phải giải quyết vấn đề rất là nhanh gọn lẹ, và cái cách mình xử lý thông tin nó cũng phải khác rất là nhiều. Thì tao nghĩ là bằng cách kiểu xác định là nó là hai cái vấn đề khác nhau thì mình sẽ không bị kiểu nói sao nhỉ, mình sẽ không bị diễn dịch quá nhiều, mình không phải xử lý quá nhiều thông tin, mà mình chỉ tập trung vào những thông tin chính mà có thể giúp mình kiểu giải quyết cái case đó một cách nhanh gọn lẹ mà thôi. Thì đó là một số những cái khó khăn mà tao gặp phải. Trời ơi, có một vòng, có vòng là thi giải case xong vòng 10 phút ý hả? Nó sẽ là những cái case cá nhân tập trung vào cái chuyên ngành của các bạn, và các bạn phải giải case trong vòng 10 phút. Ok, tao hiểu, chứ tao tưởng 10 phút mà cho ra một cái đề cũng là giải quyết tình huống doanh nghiệp thì hơi rén với tao, bản thân tao tao nghĩ thế, tao chắc phải long thì muỗi nhỉ. Không hề, không hề. Sau khi tham gia cuộc thi ứng viên tài năng thì tao nghĩ là Long cũng đã hiểu được phần nào về quá trình tuyển dụng các chương trình quản trị nhân sự, quản trị tập sự của các tập đoàn lớn. Thì có đúng khi nếu như tao nói một khi mày đã có thể tham gia cuộc thi giải Business Case Challenge, mày đã trải qua cuộc thi đấy rồi thì mày hoàn toàn có thể làm tốt tại các cuộc thi của Management Trainee không? Thì tao nghĩ câu trả lời sẽ là yes and no. Yes là các bạn sau khi tham gia những cuộc thi case competition thì các bạn sẽ hiểu thêm về những cái vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải. Nhưng mà no ở chuyện là cách tiếp cận với từng vấn đề khác nhau thì nó sẽ hoàn toàn khác nhau. Nên là việc mà mình tham gia rất là nhiều cuộc thi case competition sẽ không đồng nghĩa với việc là mình có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề, đúng không? Nó giống như việc là mình đọc sách về giải quyết vấn đề, mình đọc xong rất là lâu, nó không kiểu làm mình đột nhiên trở thành kiểu một người giải quyết vấn đề tốt hơn, mà nó kiểu phải đi qua luyện tập. Thì trong cuộc thi trong trong cái quá trình tuyển dụng management trainee của cái tập đoàn lớn thì đòi hỏi mình phải hiểu, không những hiểu về cái vấn đề mà mình đang giải quyết, và thường là có một số vấn đề sẽ là những cái vấn đề thực sự mà tập đoàn đó người ta đang focus và người ta giải quyết, thì nó còn đòi hỏi về việc mình hiểu cái công ty mà mình đang apply như thế nào nữa. Nên tao nghĩ là việc thi case competition nó sẽ giúp các bạn build một cái skill dần dần tốt hơn, và có những kiểu
những kinh nghiệm giải quyết vấn đề chẳng hạn. Nhưng mà management trainee nó sẽ tập trung vào giải quyết những cái vấn đề khác ở một cái khoảng thời gian, khoảng ở áp lực thời gian lớn hơn, thì tao nghĩ nó sẽ cần một cái hướng tiếp cận khác đối với quá trình thi management training. Vậy là nhìn chung là trải nghiệm thi Business Case Challenge chắc chắn là nó sẽ mang lại cho mày rất là nhiều lợi ích về mặt kỹ năng, về mặt tư duy, về phản ứng với cái vấn đề được đưa ra. Nhưng điều đấy không đồng nghĩa là bất kỳ cuộc thi giải case nào cũng giống nhau, và nó sẽ không giống với bất kỳ một trải nghiệm nào khác khi mày tham gia các chương trình management training, đúng không? Đúng vậy. Xin cảm ơn Long. Phần trả lời vừa rồi của Long cũng chính là phần kết cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ta nói chuyện với mày mà ta thấy nhanh lắm ý, hóa ra là mình cũng nói chuyện được được một hồi rồi đấy. Thì lời đầu tiên, à không phải lời đầu tiên, lời cuối cùng xin cảm ơn Long vì đã tham gia chương trình của người trong môn nghề, và tao khá chắc là các bạn khán thính giả đang lắng nghe chương trình thì đã học được rất nhiều điều từ những chia sẻ của Long. Và để kết thúc chương trình thì mình xin phép được nhắc lại phương thức gửi confession tới chương trình Người Trong Môn Nghề, đó là trên trang fanpage của chúng mình Người Trong Môn Nghề thì chúng mình có đính kèm một file để cho các bạn có thể một cái form, Google Form để các bạn có thể gửi câu hỏi tới cho chúng mình về bất kỳ ngành nghề hoặc nhóm kỹ năng nào mà các bạn quan tâm, và chúng mình sẽ tìm tới những khách mời có thể giúp các bạn giải đáp những thắc mắc đó trong những số tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn Long rất nhiều vì đã tham gia cùng tao ngày hôm nay. Mày có trước khi kết thúc chương trình thì mày có lời nào, lời nhắn nhủ, nhắn gửi nào tới tất cả các bạn khán thính giả đang lắng nghe chương trình của mình không? Cảm ơn Quỳnh và team Spy Room một lần nữa vì đã cho tao cái vinh dự ngày hôm nay để nói về những cái trải nghiệm ở trong quá khứ của tao, để giúp hopefully sẽ giúp được các bạn sinh viên trong cái quá trình kiểu tham gia những cuộc thi ở trong tương lai của các bạn. Sẽ không chúc cho các bạn thi được nhiều cuộc thi nhất có thể, nhưng mà chúc các bạn học được những cái thứ mình muốn học từ những cuộc thi này, và sẽ có một hành trình cả thời sinh viên và cả sau thời sinh viên một cách thuận lợi nhất. Wow, rất là đầy cảm hứng, truyền cảm hứng. Xin cảm ơn Long rất nhiều nha. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn khán thính giả cũng như là bạn Long. Nếu như mà các bạn yêu thích số này của Long thì các bạn comment ở dưới video hoặc là trên trang cá nhân của chúng mình để chúng mình tìm hiểu thêm về các cuộc thi như thế này, và sẽ lại mời Long quay lại chương trình một lần nữa nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.